Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với sân Chaser Art and Media, mình là Tiến. Mỗi một ngày thì cốt truyện của FGO lại càng được mở rộng với Lost Bell 3 đang càng lúc càng cận kề từng ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tưởng nhớ lại về khởi đầu của Lost Bell với sự hy sinh của Alan Leonardo da Vinci phiên bản Caster 5 sao Limited chỉ xuất hiện trong các banner cụ thể. Và tất nhiên sau đó thì vị trí shop và nâng cấp Alan đã được thay đổi nhân sự, lần này đó là Lolly Vinci phiên bản Rider. Leonardo da Vinci là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và là một nhà triết học tự nhiên người Ý trong thời kỳ phục hưng. Ông quả là một thiên tài toàn năng bậc nhất trong lịch sử của nhân loại. Ông cũng là người có những ý tưởng vượt trước thời đại của mình, đặc biệt là các khái niệm về máy bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, tàu đáy kép cùng nhiều sáng chế khác. Tuy nhiên đối với mình, cải tiến tuyệt vời nhất của ông đó là sửa chữa hệ thống Hidden Blade của Ezio trong tựa game Assassin's Creed phần 2 để người sử dụng bây giờ không còn cần phải cắt bỏ ngón ép út giống như là John Wick nữa. Trong FGO thì Da Vinci hiện thân dưới hình hài của nàng Mona Lisa, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong cuộc đời ông, với thân hình hoàn mỹ tuyệt đẹp dưới tiêu chuẩn phụ nữ thời kỳ phục hưng. Chứ còn đối với tiêu chuẩn của mình thì chỉ cần là nữ thật thôi đã là chuẩn lắm rồi, nhấn mạnh phải là nữ thật đấy nhá. Và chính vì thế nên tuy là nam trong lịch sử nhưng Da Vinci trong FGO vẫn có điểm yếu là nữ hình và chúng ta hoàn toàn có thể khai thác. Mặt khác thì vào dịp Valentine, Da Vinci sẽ đảm nhận cả vị trí tặng sô-cô-la cho Master lẫn vị trí được nhận sô-cô-la từ Master. Trong đánh giá Alan kỳ này, mình sẽ gọi Da Vinci là cô và lấy giới tính nữ để làm chính. Khi lần đầu tiên được triệu hồi là Alan thứ 3 tại cơ quan bảo vệ nhân lý thì Da Vinci đã rất khó chịu vì sự tiến bộ kỹ thuật của nhân loại hiện tại là quá chậm chạp, nên cô đã quyết định tạo ra một con rối để ở lại đó tiếp tục nghiên cứu và hình thành nên cái chỗ mà chúng ta gọi là nâng cấp và shop. Đó cũng chính là lý do mà tại vì sao mọi người vẫn hay gọi Da Vinci là thanh niên đa cấp. Trong giai đoạn ở dị điểm Camelot, nếu các bạn vào shop hoặc là khu vực nâng cấp thì sẽ có hình chiếu 3 chiều của cô, và mình đã chính thức triệu hồi được cô vào lúc này khi đang diễn ra sự kiện của những Alan giả mạo. Quay trở lại với đánh giá Alan lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thông số cơ bản, cách phối team và sự ích kỷ trong bộ skill của một thiên tài bậc nhất trong lịch sử nhân loại phiên bản Caster. Cô có mắc máu là 14.259 và mắc tấn công là 10.598. Hiện tại ở server US khi so sánh với các Caster 5 sao thì lượng máu của cô là ở mức trung bình cao, ngang hàng với Waver, Merlin, Tamamo, cùng với sức tấn công nằm ở mức dưới trung bình một chút, cũng ngang hàng với Waver. Khi so sánh với các Alan 5 sao nói chung thì lượng máu nằm ở mức khá cao và sức tấn công lại nằm ở mức thấp. Bộ kỹ năng của cô xoay quanh bản thân một cách khá ích kỷ và phù hợp với một caster tấn công chủ động gây sát thương hơn là một caster hỗ trợ lên đồng đội. Skill thứ nhất là Inherent Wisdom, trí tuệ thiên phú rằng EX, giống như của Nikola Tesla nhưng ngon hơn một chút, với hồi sinh gấp một lần trong 3 lượt cùng với lượng máu sau hồi sinh là từ 1.000 tới 3.000 theo level, cùng với 85% cơ hội nhận độc lập các buff phòng ngự 3 turn và sức mạnh bảo khí 1 turn từ 20 tới 30% theo level và thời gian hồi là từ 7 xuống 5 lượt. Skill thứ hai là Golden Rule Body, thân thể tỷ lệ vàng răng bi, kháng phép tuyệt đối 2 lượt và sạc thân bảo khí 10%, hồi máu từ 500 tới 1000 theo level trong 3 lượt và thời gian hồi là từ 8 xuống 6 lượt. Skill thứ 3 là Pioneer of Star, kẻ khai sáng tinh cầu răng EX, giống với của Rider Direct và Nikola Tesla, sạc ngay lập tức từ 30 tới 50% thân bảo khí và tạo liền 10 sao bỏ qua trạng thái bất toại trong 3 lượt và thời gian hồi là từ 8 xuống 6 lượt. Đây là skill ăn tiền của cô khi kết hợp với phát động bảo khí sẽ thổi bay mọi hàng phòng ngự. Cùng với đó thì cô sẽ có một bộ kỹ năng bị động ấn tượng về độ hiệu quả và sự cân bằng đối với một caster, với Territory Creation tạo dựng trận địa răng A, tăng hiệu quả của thể ạt thêm 10%, và Item Construction tạo thành dụng phẩm răng A, tăng tỷ lệ debuff thêm 10%. Kỹ năng bảo khí của cô là thẻ ạt nhóm tấn công tên là Người đàn ông toàn năng răng ES, kích hoạt sức mạnh của bảo khí thêm 30-70% tùy theo overcharge, gây sát thương một hit duy nhất, bỏ qua giáp lên toàn bộ mục tiêu từ 450-750 tùy theo cấp độ của bảo khí, đồng thời với đó thì giảm tỷ lệ bạo kích của toàn bộ đối thủ trên sân đi 10%. Bảo khí này sẽ có một cái nâng cấp nhưng phải hoàn thành Solomon và vào giai đoạn tiền Lost Bell, nên nhiều bạn tân thủ sẽ khó nâng cấp được, bởi vì khi bước tới đây rồi thì các bạn cũng không còn gọi là tân thủ nữa. Sau nâng cấp thì vẫn giữ nguyên cái buff sức mạnh bảo khí khi overcharge, nhưng bây giờ sát thương bảo khí sẽ là xuyên giáp từ 600-800% theo cấp độ bảo khí và giảm tới 30% tỷ lệ bạo kích của boss, và đương nhiên vẫn là hạng EX. Đến với bộ deck của Da Vinci Chan thì đây là một bộ tiêu chuẩn của caster với Quick Art 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 Buster. Thẻ Quick đánh 4 hit, thẻ Art đánh 3 hit và thẻ Buster đánh 1 hit. Khi vào Ray Chan thì thẻ ES sẽ đánh 4 hit. Tỷ lệ tạo sao của cô là 10.8%, tỷ lệ sạc NB khi đánh là 0.54% và hút sao là 50. Như vậy tỷ lệ tạo sao của cô không phải là mức quá tệ đối với một caster, và nhờ vào bộ deck khá nhiều hit cùng với tỷ lệ sạc NB ở mức trung bình cho nên có khả năng vào NB liên tục. Tổng quát mà nói thì từ đúng nhất dành cho Da Vinci sẽ là cân đối trong mọi lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực chính nhất của cô là vào bảo khí rất nhanh, khi có 2 skill sạc NB cùng với tỷ lệ sạc cơ bản tuy không quá cao nhưng lại nhiều hit,
và skill bị động tốt, cho nên vào gen 3 thể AD và tận dụng sao bạo kích nữa thì việc sạc lại 100% thân NB là việc khá thường xuyên. Cùng với đó thì chất lượng NB cũng được cải thiện đáng kể với hai cái buff sức mạnh bảo khí, đi kèm với đó là khả năng xuyên giáp xuyên bất toại, đảm bảo không thể né hay đỡ, và cô rõ ràng là một sát thương chính trong các trận farm quá nhiều máu, thậm chí là các mini boss assassin và berserker dưới 300.000 máu. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có một cái gớp và giáp để đảm bảo an toàn hơn cho các master, khi xui mà lỡ trật nhịp thì vẫn có cái để mà bắt cướp. So với các anh linh khác với chung mục đích là dùng để farm thì cô có phần hơi out meta. Hiện tại thì bây giờ người người nhà nhà đều có hỗ trợ búp ạt búp quýt vô sát thương chính, sau đó lúc NB ầm ầm thì NB của cô chỉ có đúng một hit, và tiềm năng sạc lại 100% NB ngay sau khi triển khai bảo khí thì có phần rất khó khăn nếu như không có vào bạo kích và break gen thể ad của cô. Tuy nhiên đó là chuyện của những nhà có xe, chứ còn nếu bình dân mà chúng ta có được Da Vinci, max skill sạc sẵn liền tới 50% NB thì cực kỳ tiện lợi và đa dụng cho quá trình farm hàng ngày. Cô còn có sát thương của NB tương đối lớn nhờ các búp tự có, nhưng bù lại với đó thì khả năng đánh tay của cô còn hạn chế, vì sát thương được búp thì chỉ dành riêng cho bảo khí mà thôi, mà lại chỉ có đúng một lượt. Vậy là xét cho cùng, sát thương của Class Caster vẫn là vấn đề, vì trên thực tế có nhiều anh linh khác đánh máu trắng tốt hơn hẳn Da Vinci, ví dụ như là Bá Tước Dante của Team Wick hay là Morred Rider của Team Ash. Còn nếu so sánh trong nội bộ Class Caster thì chỉ có đúng 4 anh linh caster có NB đánh AoE trong dưới 5 sao, và chỉ có mỗi Nero caster là có sát thương NB lớn như Da Vinci, nhưng đáng tiếc đó lại là thẻ Buster, chứ còn 1001 đêm hay là Anastasia thì có phần còn thua thiệt. Cho nên nếu như các bạn có được Da Vinci rồi thì các trận farm quái assassin máu cao sẽ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Còn về lợi thế bộ skill thì hơn hẳn 3 caster phía trên, vì có 2 skill sạc NB nên tiềm năng đánh bảo khí 2 lần trong 3 lượt là khá cao, cùng với khả năng xuyên bất toại 3 lượt khiến giá trị skill này lên cực kỳ đỉnh. Còn 10 sao kèm theo thì có phần không được hấp dẫn cho lắm, vì con số này không đủ nhiều và thực tế caster hút sao cũng chỉ có 50 mà thôi. Khả năng sống còn của cô tốt khi có gớt và lượng giáp ở mức trung bình, nhưng chỉ có 85% thành công, nên nếu bạn xui thì có thể coi lại cách ăn ở, còn nếu không thì chúng ta có thể mượn OG Rider để hoàn thiện tỷ lệ búp thành công. Nhưng đồng thời với đó thì chúng ta sẽ bị hút hết sao, bởi vì đây là Class Rider mà, cho nên các bạn cũng nên cân nhắc, nhất là đối thủ của Da Vinci đa số là assassin nên cầm Rider theo sẽ rất là bất lợi. Nhưng mà cái ăn tiền đó là cái gớt 3 lượt mà khi mắc chỉ hồi có 5 lượt mà thôi, một bước đi đảm bảo an toàn lâu dài để có cơ hội bắn NB thêm nhiều lần hơn nữa, và để đảm bảo đóng cột cho cái việc trụ lại lâu dài này thì cô còn có 2 lượt kháng phép tuyệt đối, không bị stun, không bị jam, đảm bảo khả năng hồi NB, biến cô thành một cỗ xe tăng vận hành NB trơn tru và không đứt quãng. Skill 2 tỷ lệ vàng này là một cơ sở tốt để chúng ta có thể đeo thêm CE tăng sát thương bảo khí khủng nhất game, đó là Black Rail, và hồi NB liên tục trong 3 lượt và có thể búp ngay ở lượt bắn NB để hồi 10% trong lượt kế tiếp. Với các tính chất skill như trên thì thực ra dù ở level 1 cả 3 skill đều đã rất ngon rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ đem cho các bạn hai sự lựa chọn thứ tự nâng skill. Nếu như các bạn đã có hỗ trợ sát thương rồi thì chúng ta nên nâng max trước skill 3 để lấy 50% sạc NB, và sau đó là skill 1 để gia tăng chất lượng NB cũng như là khả năng sống còn, và cuối cùng là skill 2, bởi vì ngay ở level 1 đã quá ngon rồi nên nếu mà lên level 10 nó cũng không có chênh lệch quá nhiều về hiệu quả hồi máu. Còn trong trường hợp nếu như hỗ trợ của bạn lại hỗ trợ sạc được NB thì chúng ta nên mắc luôn skill 1 để lấy sát thương, rồi mới tới skill 3 để tăng khả năng sạc NB, khả năng bắn NB liên tiếp, và cuối cùng sẽ là skill 2. Nói về bảo khí của cô thì khá hoàn thiện, ngoại trừ việc nó chỉ đánh đúng một hit ra thì cái buff sức mạnh NB nó quá ngon, tạo ra các vụ nổ vô cùng mạnh mẽ và đẹp. Và vì sức mạnh bảo khí này cần overcharge nên thường chúng ta sẽ xếp trong chuỗi NB của cô vào cuối cùng để nâng tầm sát thương lên, và đôi khi còn có thể sánh ngang với các bảo khí đơn mục tiêu. Tô điểm thêm một chút về phần debuff thì chúng ta có giảm tỷ lệ bạo kích của boss đi 30%. Con số này tuy rằng cũng khá là lớn đó, nhưng mà vì game khá là vui tính, cùng với các assassin họ đều có buff tăng tỷ lệ bạo kích nên đôi khi thực sự không phát huy được tác dụng và hiệu quả của nó. Còn về bộ deck thì phải thừa nhận rằng lúc đầu mình đã từng nghĩ rằng Da Vinci sẽ sạc NB khá chán vì nhìn vào chỉ số cơ bản là không được cao. Tuy nhiên khi vào trận mới biết là bộ deck của cô thực sự rất lợi hại. Việc vào Braygen 3 thể ác thì cô có thể sạc lại từ 60-90% NB tùy vào bạo kích là việc cực kỳ dễ. Và vì một lý do ẩn nào đó mà mình thấy rằng Da Vinci thực sự rất dễ bạo kích, và cho dù thẻ chỉ có 20-30% bạo kích, không biết đây có phải là chỉ số ẩn của một thiên tài như cô hay không. Như vậy thì Da Vinci ngoài bán đồ đa cấp ra cũng là một caster vây quanh sự hoạt động của bảo khí, tung ra nhiều lần nhất có thể, và được tô điểm thêm bằng bộ skill vừa hỗ trợ sạc NB tốt, khả năng sống nhây súng lầy để không từ một cơ hội và thủ đoạn nào để tiếp tục bắn bảo khí. Tuy rằng bộ skill có phần còn hơi ích kỷ, nhưng nếu được chỉnh sửa lại thành một bộ skill hỗ trợ thì có lẽ là chất lượng của bộ skill sẽ giảm xuống một cách đáng kể.
Và ngoài sự ích kỷ trong bộ skill ra thì cô cũng có những điểm yếu nhất định mà các master cần lưu ý. Với 30% giáp thực sự là không nhiều. Cùng với đó là một cái gớt hồi sinh tuy là tốt nhưng khả năng hồi máu lại cũng rất khó khăn trong tình trạng mà boss khó hiện tại. Chắc chắn không cho các bạn có cơ hội để hồi máu lại đâu. Cũng may là lượng máu khá cao giúp cho cô gỡ gạc lại phần nào. Cùng với sát thương của class caster vốn không phù hợp để làm sát thương chính trên nhiều mặt trận nên dần dần cô bị bó buộc vào các trận đánh boss class nhất định, ví dụ như là assassin và berserker. Bảo khí một hit làm giá trị của cô giảm đi nữa theo sóng gió của meta, các buff hỗ trợ lúc khủng. Tuy nhiên giá trị của cô vẫn còn rất cao nếu như các master không có tứ trụ. Ngoài ra cái tỷ lệ 85% của skill 1 giống như là một trò đùa và cũng là một vấn đề lớn như là việc đánh bạc trong FGO. Bởi vì đây là game FGO nơi tỷ lệ 90% còn có thể miss thì 85% thực sự dễ khiến chúng ta mất đi các buff quan trọng vào những lúc cấp bách nhất. Và cuối cùng đó là các buff sức mạnh đều vào bảo khí cho nên việc đánh tay của cô với quái thường thì có phần hơi mệt mỏi bởi vì sát thương đầu ra không đủ cao. Và điều này hoàn toàn có thể khắc phục được với các đồng đội hỗ trợ theo sau. Nhưng các master cũng hết sức phải lưu ý phần này. Đồng đội cho DaVinci thì sẽ hỗ trợ cho cô việc sạc NB sạc trực tiếp thì càng tốt, còn không thì nên qua buff hiệu quả thế áp hoặc là tốc độ hồi NB cũng là đủ rồi. Với đồng đội mình hay sử dụng nhất đó là Helena và Waver, cũng có Guildcaster hỗ trợ ở phía sau. Trong các trận đánh khó hơn, cần trụ lâu hơn thì chúng ta có thể sử dụng cáo làm hỗ trợ chính và Waver để hỗ trợ sạc phụ NB. Tuy nhiên khá là ít trận mà chúng ta gặp nhiều boss máu lớn như trên và cô cũng thường là một cái sự lựa chọn dọn quái ở lượt thứ hai do khả năng sạc và sát thương bảo khí khá mạnh. Trong trường hợp này thì đội hình mình sử dụng sẽ là Arad cho lượt đầu tiên, DaVinci sẵn sàng cho NB lượt thứ hai và sát thương chính đánh boss sẽ vào sân ngay sau khi Arad hy sinh. Vì tính chất đánh nhanh thắng nhanh của dạng đội hình này cho nên khả năng cao hỗ trợ chính sẽ vẫn là Waver, rẻ hơn một chút thì chúng ta có thể sử dụng Moira. Hans hỗ trợ sát thương hiệu quả thể áp và tạo sao cũng rất tốt. Ngoài ra thì mình có một sự lựa chọn cực kỳ ưng ý đó là Edison với cái buff nâng tầm 2 mức OC lên đẩy sát thương của DaVinci lên một cách dễ dàng. Còn trong các trận đấu boss nhiều class dài hơi hơn, ví dụ như là trận Summer vừa rồi thì có thể đi kèm với các anh linh hỗ trợ phòng ngự, ví dụ như là Medi, Lily, Irisville, Jhene và Masu. Khi đạt bond 10 với DaVinci thì chúng ta sẽ nhận được CE On In Compassion Wisdom, tăng sức mạnh của bảo khí cả đội thêm 20% khi cô trên sân. Thực ra ban đầu mình tưởng rằng CE bond 10 của cô sẽ là Mona Lisa cơ, nhưng thật là đáng tiếc. Tuy rằng CE này khá là ngon và tập trung vào đúng mục đích vây quanh NB của cô, nhưng thực tế có những CE ngon hơn hẳn CE bond này, cụ thể nhất đó là Black Rail. DaVinci giống như là sinh ra là để đeo Black Rail vậy. Với việc tăng sát thương từ 60-80% sức mạnh NB mà trừ 500 máu mỗi lượt thì skill 2 với lượng máu nhiều của DaVinci thoải mái khắc phục điều đó. Phiên bản yếu hơn thì chúng ta cũng có thể sử dụng Heaven Field, Angel Song, Atlas Attitude, Ridoji Temple. Còn nếu muốn tự bắn NB ngay luôn và không cần hỗ trợ từ đồng đội thì cô cần những CE sạc sẵn 50% thân NB, ví dụ như là Golden Sumo, Holy Knight Super, Magical Girl of Sapphire, Little Halloween Devil, Die to Blue hoặc thậm chí là CE Bồ Tát Kiara với việc nâng 2 nấc Overcharge. Nhưng nếu các bạn chưa max skill 3 cho DaVinci để có thể sạc được 50% thì chúng ta cũng có các sự lựa chọn khác sạc được nhiều NB hơn, ví dụ như là Imaginary Element hay là Kaleidoscope, bởi vì ở ngay level 1 cũng có thể sạc được tới 30% NB. Còn trong trường hợp các bạn cần nâng cao thể áp cho các đòn đánh tay thông thường và vẫn đảm bảo được sạc NB mau lẹ thì chúng ta có thể sử dụng Formograph, Projection, Azure Blackie. Như vậy tổng kết lại thì DaVinci là một caster 5 sao đánh diện rộng, phù hợp với các trận đấu mà có quái lớn với nhiều máu, cùng với cơ chế vây quanh khả năng phát động bảo khí càng nhanh, càng nhiều và càng mạnh. Tuy rằng là chỉ mạnh đối với Assassin và Berserker là chính, nhưng bộ skill sống còn tốt đem tới khả năng trụ lâu dài và sạc lại NB cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp tục đánh NB gây sát thương vừa nhây vừa lầy lên một số trận boss máu không quá cao thì vẫn có thể đem đi tốt. Nhưng vì bộ skill có phần khá ích kỷ nên rất khó khăn để đem cô đi support, bởi vì việc hỗ trợ đồng đội của cô chỉ có mỗi cái tạo 10 sao là quá ít ỏi. DaVinci sinh ra là để dùng Black Rail, một trong những anh linh hiếm hoi dùng được Black Rail một cách trơn tru và mượt mà trong các trận chiến lâu dài, vì vừa có nhiều máu lại vừa có khả năng hồi máu tốt. Nhưng xét cho cùng thì điểm yếu sát thương từ class caster kéo mức điểm số của thiên tài mọi thời đại này xuống chỉ còn là mức B. Nếu mà có một điều ước thì mình sẽ ước là cái kháng phép tuyệt đối đó áp dụng lên toàn team thì sẽ là cực kỳ ngon. Và như vậy thì bài đánh giá anh linh kỳ này của mình về DaVinci, một trong những thiên tài bậc nhất trong lịch sử nhân loại, đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hãy like và chia sẻ. Và đừng quên bấm vào subscribe Sun Chaser Art and Media. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.